gái, thương chị gái, để mua đồ tầm mỗi chị gái đi. Này Vi Lan bảo này lên ăn cơm đây, nhưng mà hôm nay là ngày một ngày trước ngày ngày tuần đấy, ngày tuần hơn chay không? Chuyên lá thì tôi còn xanh nữa bạn. Video tôi mở bức tranh về hình ảnh một chiếc hộp kẹo trái tim đã mình hoàn thành xong nhé. Và mọi người có thể tham khảo cách mình cho mở bức tranh nhé. Video hôm nay của mình cũng đã hoàn thành xong và mình cũng sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn theo dõi video hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Chào các bạn. Hello mọi người, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel tôi vẽ tranh trên kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tò mò hoàn thành bức tranh, đó là chiếc kem hình cánh hoa. Các bạn hãy theo dõi hết video với cách mình sẽ hoàn thành bức tranh nhé. Mình sẽ tô màu xanh cho phần lớp kem này các bạn. Tiếp theo mình sẽ tô